chào bà con, chào các bác. Ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Tôi là biên như thường lệ, tôi lại làm những video ngày hôm nay bốc 5.000 cây đàn thông trắng tốt. Tiêu chuẩn ở đây thì cũng cao, sức khỏe rất là tốt. Cả những cây này trong khi cho lên xe chúng tôi cũng buộc dây đẹp, xếp là xếp bầu trực tiếp chứ không qua túi. Như này thì xếp sẽ được nhiều hơn và tối giản chi phí vận chuyển. Để mỗi một cái bầu đàn hương như thế này là cây tiêu chuẩn cao từ 40 đến 50 phân. Cây này thì nó cũng phải đi 60 phân rồi. Đối với đàn hương thì thân nó mập, thân đen như này là đạt tiêu chuẩn trồng. Và để phục vụ cho nhu cầu phát triển của bà con và các bác, tôi cũng trực tiếp vận chuyển đến tận nơi như thế này. Đây là 5.000 cây ở trong này xếp rất là chặt, xếp từng bầu một chứ không phải là xếp theo túi. Đó. Thì đối với cây đàn hương là một trong những loại cây lâm nghiệp phát triển để lấy lõi, thì một chú là doanh nghiệp thì chú phát triển để tương lai là 15 năm sau thu hoạch, và chúng tôi có hỗ trợ bao tiêu đầu ra đối với cái sản phẩm của cây đàn hương này. Đàn hương thì là một trong những loại cây hương liệu sản xuất tinh dầu nước hoa. Các bác có thể thấy sang Ấn Độ người ta bán những cái sản phẩm 1 kg gỗ đàn hương trắng thì nó lên đến từ 350 đến 500 đô, rơi vào khoảng đâu đó khoảng từ 7 triệu đến 10 triệu hơn trên 1 kg lõi đàn hương loại 1. Cái này thì nó phục vụ cho nền nông nghiệp, kinh tế công nghiệp nước hoa, mỹ phẩm, và nó làm đồ thủ công mỹ nghệ rất là tốt. Và đây là một trong những loại gỗ tâm linh của người Ấn Độ. Bất kỳ một hành động mua bán trái phép nào đối với cái đàn hương ở quốc gia Ấn Độ là đều gọi là vi phạm pháp luật. Có thấy là Ấn Độ người ta nhận biết được đây là một trong những loại cây rất là kinh tế, và nó là cây quốc bảo của Ấn Độ, hay còn gọi là vương mộc. Tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều, bản chất là cây bán ký sinh, cho nên là khi mà các bác nhìn thấy những cái bầu như này nó đều có cây ký chủ ở trong bầu ấy. Và khi mà chúng ta trồng ở Việt Nam thì nó rất thích nghi trồng với những cây ăn quả như là cây bưởi, cây cam, chanh, hoặc cây lâm nghiệp hoạt động như là cây sưa đỏ, cây cẩm lai, cây chắc đỏ. Đó là những cái cây chúng ta cần trồng xen canh ký chủ. Trung bình mỗi 1 hecta thì chúng ta dao động trồng từ 400 đến 600 cây thôi. Cố gắng như vậy là rất là tốt rồi. Còn nếu mà muốn trồng dài hơn thì cần phải có lên kế hoạch đầy đủ và vẽ sơ đồ cho các bác, để các bác chúng ta trồng cho nó đảm bảo. Bởi vì cây đàn hương thì không thể thiếu cây ký chủ được khi muốn trồng cây này. Nên là chúng ta cần phải có những cái lợi nhuận kép đến từ cây này. Ngoài ra thì cái múc của cây đàn hương, quả cây đàn hương hàng năm cứ kem lại một nguồn thu không đáng kể, nhưng nó vẫn là lấy ngắn để nuôi dài được. Thì bây giờ cây này thì du nhập vào Việt Nam từ những năm 2015-16 đến nay thì phát triển rất thành công ở Việt Nam. Hiện nay thì có hàng 100.000 hecta có thể trồng cây đàn hương được rồi, và chỉ trong vòng từ 7 đến 8 năm tới là Việt Nam đã bắt đầu xuất được lứa gỗ đầu tiên đối với cây đàn hương trắng Ấn Độ. Thì hy vọng là thời gian tới sẽ được tất cả các doanh nghiệp và bà con chúng ta ủng hộ đơn vị chúng tôi rất nhiều. Hôm nay chuyển 5.000 cây đi. Video này sau khi lên cây xong thì tôi cũng sẽ vận chuyển cho khách. Cảm ơn bà con rất nhiều. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi phát triển cây lâm nghiệp vũ quý tại Việt Nam của tôi. Và để mua cây giống thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại tôi đã để bên dưới màn hình. Ngoài ra thì bà con cũng lưu ý là hiện nay có rất nhiều đơn vị mạo danh cũng là cơ sở Trung tâm Cây giống Tam Đảo và muốn nhận là người của chúng tôi để bán hàng. Bà con phải đề phòng. Đấy, phải gọi trực tiếp cho tôi. Số điện thoại của tôi tôi gắn dưới màn hình, Zalo chúng tôi sử dụng số đó. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào.